Ba định ngành làm tác góp cử hành hôn lễ tiến đến cùng công dân, cho đôi bạn trẻ tận chi gian đầu kết mối duyên lành, đưa con thuyền tình yêu. Hôm nay cô dâu Quyền Trang và chú rể Thái Phong hát bài đã tìm đến bến đò hạnh phúc của riêng mình. Và tiếp đến xin thay mặt gia đình lời chiêu hôn, các chương mừng chào đón tất cả quý vị các bạn nhận lời mời và cùng đến dự đêm giám họ cũng như là sáng mai. Xin giới thiệu ban nhạc mini organ tán phát chi ta cổ Quang Dũng cùng với mặt ca sĩ Ngọc Ánh, MC Thế Định thực hiện chương trình văn nghệ. Rất mong sự tham gia giao lưu cùng quý vị các bạn. Và để bắt đầu chương trình, giai điệu tình yêu, hát cùng tình yêu để chúc mừng ngày vui của Quyền Trang và Thái Phong. Xin mời tất cả quý vị các bạn chúng ta dành được chào bắt tay để chờ đón tiếng hát trẻ trung, duyên dáng, ngọt ngào, kiêu kỳ Ngọc Ánh. Tặng đến quý vị một sáng tác của Nguyễn Duy Trung ca khúc được mang tên Cao Thẩm Trầu Xanh. Xin mời quý vị cùng giải thích cho khúc này. Con nhớ đêm nào
chương trình văn nghệ hát giai điệu yêu thương, hát cùng tình yêu. Và xin cảm ơn những chào bớt tay quý vị các bạn đã dọn dạ để dành cho Ngọc Ánh mở đầu cho chương trình, cũng như là thay lời bắt đón nhịp cầu cho lắc tất cả quý vị các bạn chúng ta mà tìm kiếm những ca khúc quý vị các bạn yêu thích và cùng để gặp MC Thế Định. Nếu không tiện tiện thì MC Thế Định sẽ đi tặng bàn và ghi bài hát cho quý vị các bạn. Kính thưa quý vị các bạn, sự đông đủ quý vị các bạn trong buổi tối hôm nay và tới đề nghị gia đình Úc Bác không thể nào quên, mà nhưng rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đến từ xã nhà và các xã lân cận. Chúng ta giao lưu trước hát trước và giao lưu sau hát sau, giúp cho MC Thế Định làm chương trình hoàn hảo và vui hơn. Chúng ta bắt tay nhau hòa quyện cùng nhau, cùng vui, cùng hát, cùng ca giai điệu tình yêu. Trên chương trình hôm nay xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy dành tiền chào bắt tay để chờ đón tiếng hát của Thảo Vy. Xin mời quý vị các bạn cho Thảo Vy một tràng vỗ tay để kích lệ tinh thần cho em cùng với lên sân khấu. Những tràng vỗ tay quý vị các bạn là động lực và tinh thần cho các ca sĩ, nghệ sĩ trong buổi tối đêm nay. Lời đầu tiên thì tôi xin lỗi quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tôi xin lỗi quý vị bài hát được mang tên Người Yêu Lý Tưởng, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
hiện chương trình ekip Thanh Thanh Ánh Sáng Văn Dũng nói riêng xin cảm ơn tiếng hát của Thảo Vy và cảm ơn tất cả quý khách và các bạn trẻ có mặt trong buổi tối đêm nay. Xin chân thành cảm ơn sâu sắc tất cả quý vị các bạn đến chương trình trong buổi tối đêm nay bằng nghị lực và lãnh tinh thần và đã cái đây đem lời ca tiếng hát, hát những ca khúc hát về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương và đất nước và những bài dân ca, những ca khúc đi cùng năm tháng suốt thời gian qua và những bài tác cổ giao duyên chích đoạn mà quý vị các bạn yêu thích gắn hiện nay. Thế định nghị chương trình văn nghệ hôm nay chỉ mới mở đầu mà thôi, còn rất dài. Và trong buổi tối đêm nay cho phép quyết định chia ra làm hai phần chương trình cổ nhạc và tăng nhạc cùng hát karaoke. Và trong khi chờ đợi tất cả quý vị các bạn, quyết định không để sân khấu mở đầu cho chương trình giảng đoạn cao trên phút nào. Thì chúc tất cả quý vị các bạn có một buổi cháo tối thật ngon miệng với gia đình. Xin mời quý vị các bạn thưởng thức ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, một ca khúc rất là quen thuộc, bài hát được mang tên Gió Ngừa Trên Đồi Cỏ Non. Xin mời quý vị các bạn cùng nghe. Và sau tiết mục này xin mời tiếng hát Xuân Lan chuẩn bị cùng các mặt ca sĩ Đăng Khoa, cùng các mặt ca sĩ Hoàng Lượng, Hoàng Nghiệp, ca sĩ nghệ sĩ Trường Giang. Cùng tất cả quý vị các bạn gần xa có mặt trong buổi tối hôm nay. Oh,
vị và các bạn đã dành cho từng giọng hát mở đầu cho chương trình tối nay đây. Và trong khi chờ đợi tiếng hát của Xuân Lan, thì xin mời quý vị các bạn thưởng thức ca khúc thứ hai sáng tác của nhạc sĩ Đông Yên, ca khúc được mang tên Như Đã Giấu Yêu. Xin mời quý vị các bạn cùng thưởng thức. Trời trong sáng tới đành biết cho tôi.
chú đang ngả say.
Thì xin mời Thảo My chuẩn bị. Và cũng xin chân thành cảm ơn MC Thế Định nhé. Và để giúp yêu chương trình buổi lễ vui tối hôm nay thì Tân Hải nhà bài hàng sông ca bài Tân Cổ Đô Duyên được mang tên đó là bài hát Thương Nhau Lý Tân Hồng Công Dị Cùng Tối.
nhất đứa nàng công chúa về quê ăn cho kịp lễ tơ hồng. Chân con ngựa con với nước bạn đi đèn đôi chim sáo chân cành đã xin mời tiếng hát của Úc Phát và cùng với đến sân khấu và cùng giao lưu tất cả vì các bạn bài hát được mang tên Trăng Hờn Tuổi. Xin mời quý vị các bạn cho Úc Phát một tràng vỗ tay. Và sau tiết mục này xin mời tiếng hát của Thảo Huy chuẩn bị. Các bạn ơi, theo lẽ là tới rồi mà do yêu cầu của cô dâu và chờ chút nha. Thông cảm cho tới đỉnh đi, tới đỉnh cũng nóng ruột hả các bạn nữa. Thank you.
ơn chị chào phóng tay quý vị các bạn đã dành cho Úc Thái của mình. Bây giờ là ngày vui, hôm nay là ngày vui của con mình. Thì bắt đầu từ từ cũng sẽ tới tới sáng 4 giờ sáng luôn. Bắt đầu hả? 8 giờ, 9 giờ mình đãi. Ok, có gì chơi. Ở đây mình xin phép rồi, chơi tới sáng. Bây giờ là để mình mạng phép cho thằng em của mình là chú bác ruột mình ở thành phố Long Xuyên xin hát một bản nữa là bắt đầu em mình kéo ra về là mình chơi tới sáng. Yeah.
Thank you.
Xin mời quý vị các bạn chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón tiếng hát của Đăng Khoa, ca khúc được mang tên Thì Thầm Mùa Xuân. Và sau tiết mục này theo lời yêu cầu của cô dâu thì xin mời tiếng hát của Huy Minh chuẩn bị để con bê đê hay hát buồn và ai nhân phẩm Đăng Khoa thì vợ chồng lên mang tên Thì Thầm Mùa Xuân và lời chào trân trọng nhất ạ. Và cũng gửi tặng mấy cô hợ nấu cho mình nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta.